Chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình với tiến sĩ Đinh Xuân Quân trên Người Việt Channel. Chào tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Xin chào quý khán thính giả của quý đài Người Việt Channel và xin chào anh Hoàng Bách từ Houston và tôi từ Nam Cali. Thưa quý khán giả, hôm nay là sáng thứ tư, ngày 8 tháng 6 năm 2022. Chúng ta biết là ngày mai đó là 8 giờ tối mai là quý vị đón xem chương trình của là ủy ban lần đầu tiên, ủy ban của Quốc hội của Hạ viện. Ngày 6 tháng 1, cuộc điều tra ngày 6 tháng 1 sẽ công khai vào ngày mai. Và họ tiếp tục trong tháng 6 này, từ 6 tới 8 lần như vậy. Bây giờ thì thưa quý khán giả, những cái chương trình mà trước đây chúng tôi nói nhiều về Hoa Kỳ, về Ukraine, nhưng mà cái mặt trận khác mình cũng bỏ quên là cái mặt trận của Á Châu Thái Bình Dương. Tiến sĩ Đinh Xuân Quân thì ông nói là tại sao mình chú trọng nhiều quá mà Biển Đông hay là Trung Quốc giữa cái xung đột giữa một cái làn sóng đang lên cũng dữ dội lắm mà ít có người quan tâm, đó là Mỹ đang cạnh tranh ráo riết với Trung Cộng tại Biển Đông và Thái Bình Dương qua cái sự kiện mà chúng ta biết là ngày 12-13 là có cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Asia. Sau đó, thì ông lên đường, ông đi tới Nam Hàn và Nhật Bản. Từ ngày 20 cho tới 24 thì ông có họp liên miên giữa lãnh đạo của Nam Hàn, sau đó lãnh đạo của Nhật và tứ giác kim cương, thì những cái tầm quan trọng như vậy. Ngày hôm nay mà anh em chúng tôi đang nói chuyện đó là Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ sẽ đi một chuyến tới Nam Hàn, rồi Philippines, đi tới Lào và sau cùng là Việt Nam. Tại sao cái sự kiện Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine rồi, người ta nghĩ rằng là có lẽ cái mặt trận này làm cho Mỹ quan tâm nhiều, ít có để ý tới Á Châu, nhưng mà không ngờ nó là song hành hai cái mặt trận khác nhau, mà hai cái mặt trận cũng đều quan trọng, không phải là hai song song với nhau. Bây giờ thì tiến sĩ Đinh Xuân Quân nghĩ thế nào về cái chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đối với các nước Á Châu, Thái Bình Dương, thưa ông? Quý vị đã biết là khi mà có chiến tranh tại Ukraine, khi Nga xâm lược Ukraine đó, thì Hoa Kỳ đã là người về chính sách ngoại giao khởi động cho một cái nghĩa là luồng sống mới cho NATO. Và tất cả các nước Âu Châu đều đứng dậy và đồng ý trừng phạt Nga. Và những cái khó khăn đó thì mình nói còn phải nói rất là nhiều, nhưng mà quý vị đừng quên mà nhiều người cứ nói là ông bí đần với gì đó, thì tôi thấy là họ vẫn chú trọng, nghĩa là cái Hoa Kỳ coi cái người đối thủ chính á không phải là Nga, mà người đối thủ chính với Hoa Kỳ đó là Trung Quốc. Do đó là anh Hoàng Bách vừa nói cho khán thính giả thấy tại sao mà ông Biden đi tới Nam Hàn, đi tới họp với lại các nước ASEAN, xong rồi đi tới Nam Hàn, đi tới Nhật, rồi xong rồi họp với lại các nước là tứ quát đó, là tứ kim cương đó. Rồi sau đó đó còn một cái chuyện quan trọng nữa đó là quý vị biết là Nhật được mời dự hội nghị với NATO. Đó, cái đó là mới nhất đấy. Thì quý vị thấy cái nội cái tin này không đó, về cái ngoại giao đó, nó đánh cho người ta biết bao nhiêu tín hiệu. Những cái tín hiệu ngoại giao người ta không có nói nhiều, nhưng mà mời Nhật Bản đi qua bên Âu Châu họp với NATO thì quý vị biết là sao gì? Thì rõ ràng đó là chúng ta đã nói rất là nhiều khi mà tranh cử năm 2020 đó, là chúng ta đã nói là ông Biden sẽ làm một cái mặt trận, một cái liên minh các nước không cộng sản và nghĩa là thiên về dân chủ hơn. Và cái đó là cái sức mạnh để làm sao nghĩa là có thể nói được là ngăn cản độc tài từ phía Nga và từ phía Trung Quốc. Thì mình thấy là ở Á Châu đó, trước hết đó,
tôi xin bình luận lại những cái khó khăn giữa Nhật và Trung Quốc là gì. Quý vị biết đó, mà ít ai để ý đó, khi mà nói tới Nhật và Trung Quốc đó, thì người ta ai cũng biết là Nhật là cái nước nhập khẩu rất là nhiều từ Trung Quốc và cũng xuất khẩu cho Trung Quốc rất là nhiều. Nhưng mà họ quên một cái đó, khi nói tới Nhật đó, người ta chỉ nói tới Senkaku, đảo điếu ngư đó. Nhưng mà cái đó không phải là cái tranh chấp mà quan trọng nhất. Cái tranh chấp quan trọng nhất đó là tranh chấp cái là vấn đề mà ở trên biển đó, cái vùng nào thuộc về Trung Quốc và vùng nào thuộc về Nhật. Và Trung Quốc đã lấn Nhật và đào luôn gọi là dầu hỏa ở tại cái vùng chưa được hai bên nghĩa là chấp nhận là đâu là của bên nào là của Nhật và bên nào của Trung Quốc. Trung Quốc đó là lấn áp rất là nhiều. Đó là một. Cái thứ hai, cái khó khăn đó là Trung Quốc cũng biết là Nhật và Bắc Hàn, Nhật và Nam Hàn đều gặp nhiều khó khăn hết và họ chống đối nhau kịch liệt. Nhưng mà quý vị thấy là tại Á Châu đó, mới đây có một ông tổng thống mới, thì ông tổng thống này, ông tổng thống Yun đó, là một ông là lẽ dĩ nhiên là không có hòa hoãn lắm, ngược lại với tổng thống Moon. Tổng thống Moon thì hòa hoãn với lại Bắc Hàn, mong là viện trợ cho Bắc Hàn để có thể nghĩa là họ không có vũ khí nguyên tử, để giải vũ khí nguyên tử. Mà cái đó nó không bao giờ, đối tới bây giờ nghĩa là mấy chục năm rồi đó, không thành công. Qua nhiều thế hệ tổng thống của Hoa Kỳ và thế hệ tổng thống của Nam Hàn cũng không. Nhưng mà nghĩa là ông Yun đó thì là tương đối là cứng rắn hơn. Mà một cái khó khăn của Nhật Bản đó và Hoa Kỳ đó là lúc nào Nam Hàn cũng cãi nhau về Nhật Bản. Do đó nghĩa là từ phe gọi là thân Hoa Kỳ đó lúc nào cũng có lục đục mà không có khi nào yên, và lúc nào cũng có sự cạnh tranh giữa Nam Hàn và Nhật Bản. Mới đây có với một tổng thống mới, ông Yun đó, thì cái đầu tiên là cái gì, là ông ta bắt tay làm việc với thủ tướng Kishida của Nhật. Mà tôi muốn phải nói thêm nữa, từ thủ tướng Abe tới thủ tướng Suga và bây giờ thủ tướng Kishida là họ muốn mang nước Nhật trở lại một nước bình thường. Tại sao nó bình thường là ở chỗ nào? Bình thường ở chỗ nào? Là tại vì sau 1900 nghĩa là đệ nhị thế chiến đó, đã lánh hai trái bom nguyên tử tại nghĩa là Hiroshima và Nagasaki, Nhật Bản gần như từ chối vấn đề nghĩa là tái xây dựng lại quân đội. Bao giờ quân đội Nhật Bản cũng gọi là nghĩa là quân đội tư vệ, Japanese Self Defense Force, chứ không phải là quân đội Nhật mà quân đội tư vệ, nghĩa là lực lượng tư vệ. Mà khi mà Nam Hàn và Nhật đó cãi nhau đó thì sẽ không có một cái liên minh mạnh mẽ ở phía miền Đông. Tôi nói là miền Đông là Thái Bình Dương đó, ở Thái Bình Dương, ở vùng Thái Bình Dương. Vì sao? Vì Nhật Bản lúc nào cũng nói là quân đội của họ đầu tư vào quân đội không trên 1% của GDP. Mà quý vị biết là Nhật Bản đó là cường quốc gì sao đi nữa, về kinh tế là cũng đứng thứ 3 trên thế giới. Và nếu mà 1% GDP nó tương đối là độ 50-60 tỷ đô la một năm đó, cũng vẫn không thấm thía gì với Trung Quốc. Họ đóng là trên 300 triệu tỷ đô la một năm, thì nghĩa là cũng
bằng phần nửa của Hoa Kỳ thôi. Hoa Kỳ nó tới 800 tỷ một năm ngân sách quốc phòng đó. Vì vậy khi mà có Ukraine có tổng thống mới tại Nam Hàn đó, họ mới bắt tay nhau. Và quý vị biết là cái dấu hiệu đầu tiên đó của một cái liên minh ở phía Thái Bình Dương đó, nó xây dựng lên đó, khi Bắc Hàn bắn hỏa tiễn qua biển, nghĩa là làm cho người ta sợ hãi và nghĩa là hăm dọa luôn Nhật, thì làm sao? Thì câu trả lời là không quân Nam Hàn và không quân Hoa Kỳ đã làm một cuộc thao diễn rất là lớn. Đó là một. Không những vậy đó, họ bắn bảy cái nghĩa là hỏa tiễn. Nam Hàn bắn bảy cái hỏa tiễn, Hoa Kỳ bắn một cái hỏa tiễn, nghĩa là họ bắn trả lại, chứ không phải là không. Nói là anh cứ Bắc Hàn lúc nào cũng được, nghĩa là cũng hăm dọa người khác, bây giờ đó nó bắn lại thì nghĩa là sao? Nghĩa là anh mà bắn tôi đó thì anh chết, chứ không phải là nói như vậy. Đó là lần đầu tiên mà nó có một cái trả lời mạnh mẽ. Thế nó đi đôi với cái việc, một cái việc nữa là quý vị biết là hiện giờ Nga đã bây giờ thân với lại Trung Quốc, và Nga và Trung Quốc đã làm thao diễn quân sự. Thao diễn quân sự là gì? Là hăm dọa Nhật. Không có cái gì hết. Mà quý vị biết Nhật với Nga chưa có ký, nghĩa là hiệp ước hòa bình sao từ đệ nhị thế chiến tới bây giờ. Tại sao? Vì những cái hòn đảo miền Bắc của Nhật, Nhật nhất định nói đây là lãnh thổ của tôi. Và Nga cũng khôn lắm, sau đệ nhị thế chiến thấy Nhật bắt đầu thua rồi thì anh tự nhiên là gây chiến với Nhật và xâm chiếm mấy cái đảo miền Bắc. Mà mấy cái đảo miền Bắc bây giờ nó lại có một cái đặc biệt là nó lại có dầu hỏa nữa. Thì đó nó là những cái khó khăn. Và quý vị biết thành ra Nhật đó, tới bây giờ từ đệ nhị thế chiến tới bây giờ không có một quân đội mạnh mẽ, lúc nào cũng núp dưới cái dù nguyên tử của Hoa Kỳ. Do đó không phải là một nước bình thường, đó là một nước có một cái như là lực lượng tự vệ chứ không phải có một quân đội. Thì hiện giờ đó, những cái yếu tố Ukraine, những yếu tố mà Nga và Trung Quốc như là bắt tay nhau hăm dọa Nhật, vấn đề là Trung Quốc đối với lại là Đài Loan, và Nhật đó thì Đài Loan nó là một cái gọi là một cái hòn đảo mà Nhật đã ở đó mấy chục năm rồi, thì là những cái việc đó nó cho lại là Nhật tham gia mạnh mẽ hơn trong cái gọi là cái việc hợp tác Hoa Kỳ, Nam Hàn bây giờ rồi một bên, rồi Hoa Kỳ, Nhật, Úc và Ấn Độ một bên, và Hoa Kỳ và Nhật đó trong một cái mối liên hệ nó gọi là hậu Ukraine. Hậu Ukraine họ làm việc lâu rồi, nhưng mà bây giờ họ mới tiến tới cái chỗ tự nhiên. Mà tự nhiên thì quý vị biết là tự nhiên Nhật Bản ở bên Thái Bình Dương mà được mời vào họp NATO, thì nghĩa là mình không lẽ dĩ nhiên là không phải chỉ có Nhật được mời không, mà có Úc này kia. Nhưng mà quý vị thấy là những cái việc mà chúng ta nói từ 2020 khi ra tranh cử, khi nói về ông Biden, chính sách ngoại giao của ông Biden đó, thì mình thấy là rõ ràng là bây giờ nó có một cái hình thành một cái là liên minh rất là rõ ràng. Một bên là NATO, NATO bây giờ đã ngủ trong bao nhiêu năm thì bây giờ thì thức dậy nhờ Ukraine, thức dậy, đúng không? Và mình đừng có quên nói nữa là ở bên NATO đó thì anh Đức đó, cũng như ông Nhật đó, cũng như Nhật đó là thức tỉnh. Bây giờ nghĩa là hồi đó tới giờ là quân đội của Đức là từ 500.000 xuống còn có 200.000, là bây giờ nó lại đưa lên, nghĩa là vì cái mối nghĩa là uy hiếp của Nga đó, thành ra
quý vị thấy là về vấn đề ngoại giao nó có những cái là chuyển động rất là lớn. Mà những cái chuyển động rất lớn này đó thì nó cũng dính vào Á Châu nữa. Đó thì nghĩa là chúng ta nói về, vừa nói về cái vấn đề mà Nam Hàn, Nhật, Hoa Kỳ liên minh, thì bây giờ quý vị thấy là Trung Quốc họ cũng đâu có ngồi yên. Trung Quốc họ đã uy hiếp một bên là máy bay của Canada. Tại sao? Quý vị biết là Liên Hiệp Quốc đã trừng phạt Bắc Hàn, và các nước, một số nước được, nghĩa là kêu gọi được, nghĩa là cử ra là thanh tra. Và khi máy bay của Canada bay tới gần, nghĩa là Bắc Hàn đó, thì bị máy bay của Trung Quốc ra phá phách. Đó là một. Ngược lại, các máy bay của Úc bay qua Biển Đông, bay trên các cái đảo đó, thì cũng bị máy bay của Trung Quốc gây chiến, nghĩa là phá phách, nghĩa là không hỏi anh là ai, tại sao. Thì quý vị biết đó, về luật quốc tế là Trung Quốc không có ở trên Biển Đông, họ không có quyền. Và nhất là trên các cái hòn đảo đó không được coi là đảo, mà coi là đá, mà anh xây dựng những cái đảo nhân tạo lên thì không được coi là đảo. Và do đó tất cả các nước quốc tế, kể cả Việt Nam, có quyền bay trên các cái đảo của Trung Quốc nữa. Nhưng mà Trung Quốc lúc nào cũng cho máy bay lên gây chiến hay là phá phách. Thì rõ ràng là tại Thái Bình Dương, Trung Quốc có cái chính sách giống như chính sách của Nga, nghĩa là lấy thịt đè người, nghĩa là có lớn ăn cá nhỏ. Thì ở đây đó, quý vị thấy đó, tất cả những cái hình thành mới, những cái liên minh mới, không phải liên minh mới nhưng mà siết chặt liên minh mới, siết chặt lại liên minh, nghĩa là chống Trung Quốc đó, thì quý vị thấy là nó có nhiều yếu tố mới. À, nhiều yếu tố mà tôi thấy quan trọng nhất đó là Nam Hàn bắt tay với Nhật để làm việc nó cho nó dễ dàng, không có cạnh tranh giữa hai nước này nữa, nó bớt gây chiến. Thì do đó thì mình thấy rõ ràng là hiện giờ ai cũng nói vì Ukraine, ai cũng nói là NATO lại có một cái luồng sống thứ hai. Thì ở tại Thái Bình Dương, với sự đi thăm các nước của ngoại giao Hoa Kỳ, của Tổng thống Hoa Kỳ, thì rõ ràng là cái vụ mà gọi là liên minh, là nói chống Trung Quốc thì cũng là rất là đúng, thì nó hình thành và một ngày một mạnh hơn. Vâng. À, thưa quý khán giả, anh Quân vừa nêu lên cái bối cảnh đang xả ra tại Đông Nam Á, Thái Bình Dương. Trước đây, và trong các cái chương trình chúng tôi có nhắc đó, là cái cuộc chiến ở Ukraine nó đã đưa thế giới đi tới một ngã rẽ. Ngã rẽ là sao? Ngã rẽ là bây giờ đó, ở Âu Châu thì NATO và Hoa Kỳ, nghĩa là liên minh một cách rất là chặt chẽ chưa từng có. Quý vị biết là ngày hôm qua đó, ba cái quốc gia là Litva, Estonia, là ba cái quốc gia này họ nằm trong cái khối liên bang Xô Viết trước kia, nhưng mà sau khi liên bang Xô Viết sụp đổ đó thì họ độc lập, và bây giờ họ là thành viên của EU mà họ cũng là thành viên của NATO. Thì ông thủ đức ông đi qua thăm Litva, ông có cam kết là, vì họ nói ra như thế này: Nga xâm lăng được Ukraine, mà nếu mà Nga thắng ở Ukraine thì Nga sẽ xâm lăng ba cái nước này họ nó không lớn, dân số mấy triệu à, Litva, Latvia và Estonia đó. Cho nên chúng ta thấy là ở Phần Lan, Thụy Điển họ cũng vội vàng họ xin gia nhập vào NATO, là vì sao? Cái nền an ninh của họ, quốc gia của họ, dân tộc họ đang bị đe dọa, cho nên họ phải phải liên kết. Và cái thế giới ngày hôm nay đó không đơn độc được, anh Quân.
thế giới ngày hôm nay là chúng ta phải đứng trong cái hàng ngũ bên này hoặc bên kia, phải có đội ngũ đồng minh với nhau, chứ còn nếu đứng một mình là khó khăn. Do đó mà Hoa Kỳ củng cố lại cái lực lượng ở châu Á Thái Bình Dương, cái AUKUS xong rồi đó, tiếp tới đó là tứ giác kim cương, rồi lại gặp các quốc gia ở Đông Nam Á với Hoa Kỳ trong 5-7 năm rồi không có gặp mà gặp trực tiếp ở ngay ở Washington, rồi xong rồi ông đi tới ở ông tổng thống Joe Biden tới Nam Hàn rồi tới Nhật Bản rồi họp liên kết, thì chúng ta thấy cái tình hình nó thay đổi rất là nhanh. Cho nên cái điều này để quý khán thính giả mình quan tâm, mình theo dõi cái chuyện ở Ukraine, theo dõi rồi ở Hoa Kỳ, nhưng mà mỗi căn chúng ta ai cũng canh cách bên làm là sợ Trung Quốc đe dọa đất nước của chúng ta là Việt Nam. Cho nên chúng ta nêu lên tất cả điểm này đó, Nhật Bản là khu quốc gia đó, sau đệ nhị thế chiến trong cái hiến pháp của họ, trong cái điều 9 đó có ghi rõ đó là họ là bộ trưởng bộ phòng vệ chứ không phải là bộ trưởng bộ quốc phòng. Phòng vệ tức là ai đánh mình đỡ thôi chứ không có tấn công. Mà bây giờ dưới thời ông Shinzo Abe là bắt đầu là xin sửa là điều khoản điều chính của hiến pháp, rồi tiếp tục với là ông Kishida lên đó thì cái thái độ nó cứng rắn hơn. Anh Quân vừa nêu lên một điểm rất là quan trọng, trong cái cột trụ của Hoa Kỳ tức là Nam Hàn và Nhật Bản thì trước đây có cái sự không hài lòng giữa hai quốc gia này do cái quá khứ, cái lịch sử quá khứ làm cho họ không vui. Nhưng mà ông Tân Thủ tướng ông Jun này đó, ông Thủ tướng này đó, ông có một thái độ rất là cứng rắn khác với ông Moon Jae-in. Tổng thống Jun thì có điều này đó, nó vui cái đó là trong khi mà cái thế trận nó như vậy mình phải đoàn kết, mình khép là cái chuyện quá khứ, bởi vì chuyện quá khứ nó lâu rồi, mà Nhật đã có một lần đã xin lỗi rồi thì mình cũng nên thông cảm. Thì ông Jun này đó, cái thái độ ông cứng rắn, và anh Quân vừa nêu lên đó là Bắc Hàn bắn quả tiễn tầm xa thì Nam Hàn bắn trả liền, Nam Hàn với Mỹ, để cho thấy là đây là một sự thách đố. Và trong cái chính sách của Hoa Kỳ đó có nhắc đó, hai cái quốc gia mà cạnh tranh mà Hoa Kỳ quan trọng hay là nói đối thủ đó là Nga và Trung Cộng, thì Nga có thể đang bị xa lại ở Ukraine, Trung Cộng thì đang lên tiếng cạnh tranh sách máy với các nước. Mà bây giờ chúng ta thấy là Nhật Bản họ nói là nếu mà Trung Cộng tấn công Đài Loan tức là tấn công vào lãnh thổ của Nhật Bản, cái điều này ít có khi mà chắc lại. Rồi các cái phái đoàn của Hoa Kỳ là gửi tới Đài Loan, phái đoàn thương mại thương thuyết. Cho nên liên tục trong những ngày vừa qua đó thì dưới thời của tổng thống Joe Biden thì thấy Trung Cộng lên án Hoa Kỳ rất là nặng, bởi vì can thiệp vào nội tình của Đài Loan của Trung Cộng. Họ nói là Trung Cộng Đài Loan là lãnh thổ của họ, nhưng mà hỏi Mỹ là cái giả hỏi Mỹ là nếu mà Đài Loan bị quân Trung Cộng mà xâm lăng bằng vũ lực thì ông đối phó ra sao, thì ông nói là Mỹ sẽ đối phó bằng quân sự. Nó rõ ràng xác định như vậy, rõ ràng. Mặc dù là một số người nói là câu nói đó là có vẻ thách đố, cho nên sợ làm bắt mắt làm phải chữa trái, nhưng mà cuối cùng không cái không, nó khẳng định rõ ràng trong cái cuộc chiến, trong cái sân chơi ngày hôm nay là nó như vậy thôi. Bên này mình không lên tiếng là nó, mà đặc biệt là các nước. Rồi anh Quân nhớ đó, là ông Vương Nghị trong cái tuần lễ vừa qua ông đi tới 10 cái quốc gia đảo Thái Bình Dương để ông nhằm mục đích là ông đưa ra một cái hiệp ước, một cái giao ước hỗ trợ về an ninh, như là hỗ trợ về cảnh sát biển, hỗ trợ về không gian, hỗ trợ về an ninh mạng, vân 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 vân. Nhưng mà ông gặp thất bại, vì phải nói như thế này, anh Quân có đồng ý với mình đó, là Hoa Kỳ đi chậm hơn Trung Cộng. Trung Cộng họ biết, cho nên họ tìm đi những thế trận mà mình Hoa Kỳ bị bỏ quên. Anh nghĩ sao về vấn đề là 10 cái quốc đảo ở Thái Bình Dương? Tôi nói thế vậy, tôi đánh giá thế vậy, nó anh có anh có dịp nào đi ở các đảo này chưa thưa anh Quân? Tôi chỉ đi một phần là gần Úc thôi, nó là cái đảo New Guinea thôi, chứ không có đi mấy cái kia, thì nó là mấy cái hòn đảo rất là nhỏ, thành ra là nó nhiều chỗ đó có chừng vài chục ngàn người thôi. Nhưng mà nó là một quốc gia. Thì ở đây đó, tôi muốn nói thế này, nó có hai cái chuyện rất là quan trọng.
mà tôi yêu cầu, nghĩa là hay tôi mong quý khán thính giả của người Việt cho nên đã đưa ra những cái tin tức gì. Cái quan trọng là ở bên Âu Châu là nước Đức là đang xây dựng lại quân đội. Họ có một quân đội 500,000, họ lại xuống còn có 200,000, và bây giờ họ hứa bỏ 100 tỷ để xây dựng, tái xây dựng quân đội. Và cái mà anh Hoàng Bách nói đó là ông thủ tướng Đức hứa gửi một lữ đoàn Đức tới các cái nước Baltic, ba nước Baltic đó, thì đó nó là một cái thay đổi, nghĩa là rất là lớn về vấn đề ngoại giao và quân sự. Đó là một. Cái điều thứ hai quý vị phải nhớ đó là từ ông Abe tới ông Suga tới ông Kishida là họ cố gắng làm sao thay đổi điều 9 và xây dựng lại một nước Nhật bình thường, nghĩa là không phải lực lượng phòng vệ mà quân đội. Cái đó là cái quan trọng, và họ có thể đưa tới cái mà đầu tư 2% của GDP Nhật vào quân đội. Cái đó là cái chuyện đang làm, và cái chuyện đó nó rất quan trọng. Nó quan trọng là tại sao là hiện giờ cái tình hình của thế giới nó thay đổi rất là nhiều, và chính Nam Hàn Tổng thống Yoon cũng phải nói đâu có phải lúc nào cũng là khi mà Bắc Hàn bắn hỏa tiễn lên là chúng tôi phải gửi, nghĩa là tiếp tế lương thực rồi nuôi cho mấy cái tay nó. Bây giờ không có nữa, anh bắn lên thì tôi bắn lại, tôi cho. Mà quý vị cũng biết đó, Nam Hàn và Nhật Bản là hai nước có một cái kỹ nghệ và một công nghiệp hạt nhân rất là lớn. Nam Hàn nó có 28 cái nhà máy như là điện lực về nguyên tử. Nhật Bản đó cũng không thua gì. Và những cái nước này, hai nước này đó, họ chỉ búng tay đó thì họ cũng làm được bom nguyên tử. Mà vì Nam Hàn bị ràng buộc bởi Hoa Kỳ trước đây là vì không có muốn, Hoa Kỳ không có muốn nhiều nước có bom nguyên tử. Mà quý vị biết đó là Nam Hàn và Nhật Bản là hai nước dư sức làm bom nguyên tử, họ chỉ trong một năm là họ có thể có bom nguyên tử được. Mà cái anh mà Kim Jong Un đó là anh ổn đó thì nghĩa là lúc nào cũng dọa người khác hết. Thì lẽ dĩ nhiên anh thấy không, một nước 20 triệu mà dọa một nước 45 triệu người thì làm sao mà mà thực lực của Nam Hàn đó, thì nó bằng 10 lần Bắc Hàn về vấn đề kinh tế. Vì vậy mà ai cũng biết đó, Bắc Hàn sống được đó, là nhờ Trung Quốc. Và Trung Quốc lợi dụng cái việc mà tự kiềm chế hay là của Nhật và tự kiềm chế của Nam Hàn mà ăn hiếp. Thì lẽ dĩ nhiên là bây giờ đó, quý vị biết là có nhiều cái vụ tranh chấp của giữa Nam Hàn và Trung Quốc đó về vấn đề đánh cá là Nam Hàn là thẳng tay, hải quân Nam Hàn là họ thẳng tay họ đàn áp, chứ không có phải để cho như là tàu lạ đâm như là tàu Việt Nam như Việt Nam đâu. Tại vì hải quân họ rất là mạnh, họ không có bom nguyên tử, vì họ có cái dù của Hoa Kỳ, mà hiện giờ Hoa Kỳ cũng đóng quân tại Nam Hàn. Chỉ có hai nước tại Á Châu là Hoa Kỳ đóng quân là Nam Hàn và Nhật. Lẽ dĩ nhiên là còn Úc nữa. Úc là mới đây thôi, mới vài ngàn người thôi đóng ở một căn cứ ở bên Úc mà thôi. Nhưng mà nói tóm đó là cái vấn đề mà xây dựng lại cái liên minh quân sự chống lại, nghĩa là gọi là Trung Quốc đó, nó đã dần dần thành hình và càng ngày càng mạnh. Đó là một. Cái thứ hai mà quý vị phải nhớ đó, Hoa Kỳ tại Á Châu đó không những chỉ có cái cây gậy, cái bà tong đó, nhưng mà có củ cà rốt nữa. Mới đây đó thì quý vị biết là tại Nhật là Tổng thống Biden đã tuyên bố là có một cái khung framework về các cái nước như là Ấn Độ, Thái Bình Dương trong cái vấn đề mà gọi là
kinh tế. Thì lẽ dĩ nhiên là cái kinh tế này, cái này nó hơn 40, nó tượng trưng cho 40% của GDP toàn cầu. Đó, thì đó là hai cái mà tôi muốn nhắc lại. Và bây giờ tôi trả lời câu hỏi của anh Hoàng Bách nói về cả 10 cái đảo đó. Quý vị biết là 10 trong 10 cái đảo này đó, thì có 2-3 cái đảo là họ thân với Đài Loan. Đài Loan cũng nuôi dưỡng mấy cái đảo này. Tại vì họ ít lắm, nhỏ lắm. Do đó, đó thì khi mà ông Ngoại trưởng Trung Quốc tới mà đòi ký một cái hiệp định trong 10 nước đó, thì họ chống lại cái việc này. Và nhờ vậy họ mới kéo được cái sự chú ý của Hoa Kỳ. Tại vì Hoa Kỳ đó, anh Hoàng Bách nói đúng, vì họ quá nhiều việc, do đó là phải gửi ngay Bộ Ngoại giao phải có người tới lo cho 10 cái đảo này, đúng không? Tại vì thật ra là họ cũng vui vẻ thôi, tối ngày đi đánh cá xong rồi về nằm ngủ cho đánh đơn. Thì ở đó đó, những cái đảo này thì tôi cũng có một ông bạn của tôi là gốc người Ấn Độ, thì làm với tôi ở World Bank, sau đó bây giờ làm đại diện cho họ tại Liên Hợp Quốc. Tại vì cái đảo nó không có người và không có chuyên gia đó. Thì vì vậy đó, hiện giờ đó, những cái đảo này đó, thì lẽ dĩ nhiên họ không có. Có một cái chuyện mà người ta quên đó là vấn đề Pháp cũng có rất là nhiều quyền lợi tại Nam Thái Bình Dương, tại gần cái vùng đó. Nhưng mà Pháp đó, mới đây là bị cái cú mà gọi là vấn đề mà tàu ngầm đó, do đó còn ấm ức lắm. Nhưng mà đừng có quên, Pháp có rất là nhiều quyền lợi tại đây, và họ có một cái vùng là 9 triệu cây số vuông tại Nam Thái Bình Dương, nhờ mấy cái đảo. Thì chung quanh mấy cái đảo thì họ có là 200 hải lý chung quanh các cái hòn đảo đó. Thì quý vị cộng lại là họ có 9 triệu cây số vuông tại Nam Thái Bình Dương. Cái là quyền lợi kinh tế của họ đó là như vậy. Do đó tới bây giờ đó, tôi nghĩ là khi mà các nước cứ lo về Ukraine đó, thì bây giờ đó, nó có những cái chuyện là Trung Quốc đó, cứ để cho đang du ngủ người ta. Trong nhiều năm Trung Quốc đã du ngủ, Trung Quốc nghĩa là vùng dậy một cách nghĩa là hòa bình, thì bây giờ nó ngược lại rồi, thì ai cũng biết không phải là Trung Quốc nghĩa là vùng dậy một cách hòa bình, mà vùng dậy một cách hung hăng và nghĩa là đòi đi bắt nạt mọi người hết. Thì do đó nó có những cái điều mới này, thì trong đó Việt Nam ra sao đó, thì cái đó mới là quan trọng. Phần thứ hai mình phải nói Việt Nam, thưa anh Quân. Cái bây giờ mình nói các cái đảo, phần thứ hai mình sẽ nói Việt Nam. Vâng, thì nghĩa là đối với tôi đó, thì tôi thấy là hai cái đó là quan trọng. Và đừng có quên là cái liên minh mà chúng ta nói từ khi mà bầu cử đó, 2020, nhất là mình so sánh cái chính sách ngoại giao của cựu Tổng thống Trump sửa soạn sắp ra ngày 6 tháng 1 đây, nghĩa là cho thấy đó là cái chính sách mà về lâu về dài gây dựng cái liên minh có lợi cho hai bên, thì cái nào là thật và cái nào là chỉ nói lời nói mà thôi. Thì ở đây thì rõ ràng là quý vị biết đó, tôi chỉ muốn nhắc cho quý vị, bên Âu Châu họ thức dậy rồi và Đức đang thay đổi. Ngược lại bên Á Châu là Nhật và Nam Hàn làm việc với nhau, và khi họ làm việc với nhau đó, thì hải quân của Nam Hàn và hải quân của nghĩa là của Nhật đó, có thể đương đầu dễ dàng, tôi nói dễ dàng với Trung Quốc, không cần Hoa Kỳ. Hai cái hải quân của Nam Hàn và của Nhật là đều có thể nghĩa là chơi với để Trung Quốc một cách nghĩa là gần như là bằng nhau đó. Trừ khi là họ không có bom nguyên tử mà thôi, chứ ngoài ra đó, nếu mà có đụng chạm đó, họ không có thua đâu. Và thì đó nó là cái quan trọng. Nhưng mà thật ra đó, trong cái thế chung đó, cái thế cờ, cái bàn cờ
tại nghĩa là Ấn Độ Thái Bình Dương như vậy đó, thì cái lĩnh vực Việt Nam ra sao, Việt Nam làm sao, thì đó nó là một cái mà tôi sẽ dần dần bình luận cho quý vị nghe. Vâng. Cảm ơn anh Quân rất là nhiều, đi vào chi tiết. Nhưng mà quý vị biết là Nam Hàn đó chỉ thua Nga thôi, tức là đứng thứ 10 thôi. Bây giờ Nga bị chiến tranh rồi đó, bây giờ Nam Hàn nó còn lớn, sức tổng sản lượng của Nam Hàn còn lớn hơn Nga nữa, GDP của Nam Hàn. Vì vậy chúng ta biết là Nam Hàn có những cái hãng công nghệ rất là lớn, Samsung. Mà bây giờ anh Quân còn nhớ là họ sẽ đầu tư vào tiểu bang với xịt này 17 tỷ, trong khi đó họ cũng đều đầu tư vào một quốc gia, một tiểu bang khác nữa. Thì chúng ta thấy là cái Đó, điều cái quan đó trọng, là và Nam Hàn đó là càng là một trở thành cường quốc của Á Châu, là con rồng của Á Châu. Sau 47 năm họ trở thành con rồng. Thành mình thấy tại sao có cái sự liên kết chặt chẽ giữa Mỹ, Nam Hàn và Nhật Bản, rồi lại đi chung với cái tứ giác kim cương. Bây giờ trước khi mình bước vào Việt Nam đó, thì xin hỏi anh Quân ngắn gọn thôi, là Canada đó phản đối máy bay của họ bị máy bay của Trung Quốc quấy nhiễu, và mới đây nữa đó thì máy bay của Úc Đà Lợi họ bay trên vùng trời hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì bị máy bay của Trung Cộng tới cũng quấy rối nữa, cho nên hai quốc gia này lên án. Tại sao có sự kiện này thưa anh? thì anh biết là khi mà làm cái liên minh đó thì Trung Quốc thì Hoa Kỳ có vấn đề là AUKUS, nghĩa là cái giữa Anh, Hoa Kỳ và Úc thì giữ để giữ ở miền Nam Thái Bình Dương. Quý vị biết tại vì là Úc là Nam Thái Bình Dương mà, hả? Thì đó, mặc dù Úc nó có một cái quân đội nhỏ bé nhưng mà quân đội của họ, hải quân của họ và không quân của họ là vào thuộc loại nghĩa là rất là tân tiến. Đó là một cái. Thứ hai, tại sao họ lại bay trên các cái đảo nhân tạo ở vùng Thái Bình Dương? Rõ ràng là họ đang đi tới cái mà vấn đề mình nói về AUKUS đó, nó đã thành hình và không quân của Úc đó đã bay trên các cái đảo gọi là nhân tạo của Trung Quốc. Trung Quốc phản đối nhưng mà là không có đúng, là tại vì họ nói là tại Biển Đông, nói rõ ràng tại Biển Đông, tại Hoàng Sa và tại nghĩa là Trường Sa, Hoàng Sa thì Liên Hiệp Quốc không công nhận chủ quyền của các đảo nhân tạo và do đó luật quốc tế cho phép họ đi và bay trên các chỗ nào mà luật lệ cho phép thì có phá thì phá, nhưng mà nó cho thấy rõ ràng là cái vấn đề AUKUS nó đã thành hình và bây giờ nó là operational, nghĩa là nó là cái thực thể, nó làm việc thật chứ không phải không. Bây giờ thì có, thì anh Hoàng Bách thấy là họ bay từ từ Úc bay qua Indonesia rồi bay tới Biển Đông rồi là quay trở về, nghĩa là họ rất là không quân của rất là mạnh mẽ chứ không phải là không, không phải bình thường đâu. Đó là một. Thì tôi thấy đó, ở vấn đề tại Biển Đông đó thì là cũng như hải quân và không quân Hoa Kỳ, lúc nào chúng tôi sẽ bay và đi tất cả nơi mà luật lệ quốc tế cho phép. Đó, bay trên vùng trời luật lệ quốc tế cho phép và bay đi vào những cái hải phận mà quốc tế cho phép chứ không có xung quanh, nghĩa là xâm phạm ai hết. Chỉ có anh là anh đi cướp, anh không có quyền mà không ai nhận cái quyền của anh, trừ khi là anh, chỉ có Việt Nam sợ chứ chứ Úc nó đâu có sợ. Đó là một. Thì tôi giải quyết cái là cách nghĩa tại sao họ bay. Còn Canada thì nó khác hẳn. Canada, máy bay của Canada là bay từ Nhật Bản, từ 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 phi trường Haneda, nghĩa là miền Nam Tokyo đó. Họ bay đi là với nhiệm vụ trinh sát, giám sát của Liên Hợp Quốc cho họ phép giám sát những cái vụ, tại vì là Bắc Hàn bị nghĩa là cấm vận,
mà cấm vận thì họ vẫn là buôn lậu về cái vấn đề dầu hỏa, về vấn đề chuyển hàng từ tàu này qua tàu kia đó, thì họ bay trinh sát cái đó. Thì lẽ dĩ nhiên là khi mà Trung Quốc bay lên mà chặn máy bay của Canada, đó là phạm luật. Anh là ở trong, nghĩa là Liên Hợp Quốc, Liên Hợp Quốc cấm vận, mà anh tự nhiên anh bay anh đỡ, thế là rõ ràng là anh phá đám, đúng không? Thì quý vị đừng có quên là Nga và Trung Quốc là hai nước cường quốc, có nghĩa là ghế trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và chính họ là những người nghĩa là gây khó khăn cho việc áp dụng nghĩa là trừng phạt đối với Bắc Hàn. Và mới đây quý vị biết là chính là Nga và Trung Quốc là hai nước bỏ phiếu nghĩa là veto vấn đề trừng phạt thêm Bắc Hàn, vì Bắc Hàn bắn hỏa tiễn lên, vì Bắc Hàn làm những cái chuyện mà nó trái phép với những cái lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc, thì Canada chỉ làm nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc. Vì vậy đó, đừng có quên một cái nữa tôi muốn nhắc cho quý khán giả đó. Tại sao quý khán giả cứ phải nghe đó là người Việt Trăn nên là vậy? Tại vì quý vị biết là tại Liên Hợp Quốc bây giờ đã có nhiều công sức, nhiều nước đang cố gắng hỏi là tại sao là anh lại bỏ cái phiếu là veto, anh phải cách nghĩa. Tại sao anh bỏ veto? Tại sao anh lại chống lại cái vấn đề mà trừng phạt Bắc Hàn? Thì đó, thì những cái cố gắng đó thì nó cũng phải dần dần thì nó mới nghĩa là thành hình được. Nhưng mà thế giới đang thay đổi rất là nhiều, và khi thay đổi như vậy đó thì quý vị biết là trước tới giờ đó, lần đầu tiên, tôi nhắc lại, lần đầu tiên hay lần thứ hai Nam Hàn đã bắn trả lại, lần thứ hai, đây là lần thứ hai, không những Nam Hàn bắn trả lại mà còn bay nghĩa là hơn 40 cái máy bay nghĩa là không quân Hoa Kỳ và không quân Nam Hàn nghĩa là cùng nhau bay biểu diễn, nghĩa là không nghĩa là đưa Bắc thì ra nghĩa là biểu diễn lại. Quý vị khó là chúng tôi sẵn sàng hết, chứ không có phải là muốn như trước nữa, tình hình nó thay đổi rồi. Thì đó nó là những cái chuyện quan trọng mà chúng ta cần biết tại Âu Châu và Á Châu. Bây giờ thì trước khi mình bàn tới cái thế cờ của bàn cờ của thế giới đang thay đổi rất là nhanh, mà không ai ngờ là cho tới ngày hôm nay đó, là Nga xâm lăng Ukraine 104 ngày, tức là hơn 3 tháng rồi. Bây giờ mình nói cái vấn đề trở lại Á Châu đó. Ngày hôm nay anh em mình đang nói chuyện, tức là ngày 8 tháng 6, thì Bộ trưởng Quốc phòng của Campuchia và đại sứ của Trung Cộng đã tới đặt viên đá đầu tiên làm lễ khánh thành tại một căn cứ hải quân là Jim ở thuộc Sihanoukville. Mà cái căn cứ này trước đây đó là căn cứ của Hoa Kỳ, nhưng mà sau khi họ đi rồi bây giờ họ nói họ tu sửa lại, họ điều chỉnh lại. Nhưng mà sau khi mà cái căn cứ này họ xây cất trở lại cái hải cảng này đó, thì tờ Washington Post của Hoa Kỳ trong mấy ngày vừa qua có tiết lộ có một bài viết nói rằng sau khi căn cứ này xong thì quân đội của Trung Quốc sẽ đóng một phần ở đây. Quý vị biết là cái căn cứ mà khi mà Trung Cộng đặt một căn cứ quân sự ở Á Châu, Thái Bình Dương như là Việt Nam, thứ nhất là chúng ta nói tầm quan trọng, tức là Sihanoukville, nó nhìn ra ở biển và nhìn qua Thái Lan. Và Hoàng Sa, Trường Sa là Trung Cộng chiếm một phần, họ lập những cái căn cứ quân sự ở đây. Nếu mà cuộc chiến xảy ra đó, thì Việt Nam gặp khó khăn, tức là Sihanoukville có hải quân của Trung Cộng. Ở ngoài biển đó, thì có căn cứ quân sự của Trung Cộng, coi như là Trung Cộng khống chế. Ở miền Bắc thì Lào cũng ảnh hưởng của Trung Cộng, cho nên Việt Nam trong cái thế gọng kìm rất là quan trọng. Thì bây giờ xin anh ngắn gọn để mình bình giải về cái vấn đề này, sau đó chúng ta thấy là cái bàn cờ nó như vậy thì Việt Nam đứng vào ở chỗ nào. Xin mời anh. Không phải tự nhiên mà Trung Quốc nghĩa là xây dựng một căn cứ quân sự gần Chernobyl, đó là một. Tại sao?
là tại vì không những nó chỉ ra Thái Lan mà thôi, mà họ tính Trung Quốc tính đào một cái kênh ở Kra đó, nó gọi là cái kênh Kra đó, là nó xuyên từ bên Ấn Độ Dương nó qua bên vịnh Thái Lan và nó ra Biển Đông. Mà làm cái đó được đó thì Trung Quốc sẽ né được những cái chốt của Hải quân Hoa Kỳ tại Singapore và tại các nước khác. Vì vậy đó, họ cố gắng, họ chậm chậm thôi, họ cố gắng làm tại Sihanoukville, nhưng mà cái chính đó là họ sẽ đào cái kênh đó. Họ khi có cái kênh Kra đó thì họ không phải đi qua Singapore nữa và họ tránh được nhiều cái chốt. Và do vậy đó, muốn chặn, nếu mà muốn bao vây, muốn là trừng phạt Trung Quốc đó mà bao vây đó thì khó lắm. Thì cũng như là cái đó cũng là một cái cố gắng, cũng như là Trung Quốc làm cái đường dẫn dầu đó từ bên Burma, nghĩa là bên Miến Điện đó, lên Trung Quốc để họ né cái vấn đề tất cả phải đi qua Singapore và Malacca, những cái chốt điểm Malacca. và cái đó, thì đó nó là một cái nhìn mà chúng ta phải nhớ cái đó. Thì bây giờ đó, nếu mà họ xây ở đó đấy, thì anh Ngọc Bách nói đúng lắm, là Việt Nam đó là bị kẹt lắm tại Biển Đông đó. Dù muốn dù không đó, Việt Nam cũng mua nhiều khí giới của Israel, nhiều hỏa tiễn, nghĩa là không phải như là hỏa tiễn mà Hoa Kỳ vừa cho Ukraine, à Đan Mạch vừa vừa tặng Ukraine đó mấy cái hỏa tiễn mà bắn xa tầm tra mà bắn 300 cây số đó. Nhưng mà họ có những cái hỏa tiễn để bắn nếu mà hải quân Trung Quốc lại gần Việt Nam. Mà anh Hoàng Bách cũng biết đó, Israel là thân với Hoa Kỳ. Hoa Kỳ mà không có bật đèn xanh đó, không bao giờ Israel dám bắn cho Việt Nam hết. Thì vì vậy đó, nó cho thấy là Việt Nam phải tăng cường mua thêm súng ống. Và họ mới ký kết với Ấn Độ là đi, nghĩa là gọi là một cái, nghĩa là hiệp ước, nghĩa là để nghĩa là Ấn Độ giúp Việt Nam trong vấn đề mà gọi là vận hành cái súng ống, của nghĩa là khí cụ của Nga cũ á. Thì đó họ cũng đi, nhưng mà nói chung đó phải nói là Việt Nam kẹt đó. Tại vì quý vị nhớ là về vấn đề mà kinh tế đó, Hoa Kỳ đâu có mời Campuchia, đâu có mời Campốt, cũng không mời Lào luôn. Thì cái là quý vị biết là họ coi mấy cái nước này là coi như là gần như là chư hầu của Trung Quốc rồi. Thì ở đây đó, Việt Nam là không những là vậy đó, là bị vào cái thế là rất là khó khăn. Mà đừng có quên Trung Quốc đang xây một cái, nghĩa là đường dây từ bên Trung Quốc qua bên Lào mà còn có thể xuyên qua Cao Men mà xuống tới là Singapore nữa. Thì ở đây đó, đây nó là những cái mà về vấn đề mà geopolitics, vấn đề địa chính trị đó, mà chúng ta phải thấy Trung Quốc đó, họ nghĩa là lùi 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 lùi, họ cứ nghĩa là như tầm ăn dâu đó, dần dần họ làm mà không ai để ý hết. Nhưng mà bây giờ đó thì Trung Quốc là bị cả thế giới mang cái ống kính nhìn sát vào Trung Quốc về vấn đề này. Thì do đó Việt Nam cũng ở trong cái thế cờ này, ở Việt Nam ở cái thế cờ rất là khó. Vâng, bây giờ thì chúng ta dẫn đi lung khởi và bây giờ mới đi vào trọng tâm của Việt Nam. Anh Quân vừa trình bày cũng như là quý khán giả chúng ta thấy đó là trước đây đó là ai cũng quan tâm, nhưng nó là quý vị ủng hộ ông Trump là vì ông Trump nó đánh Trung Cộng. Thì ngày hôm nay ông Joe Biden thành lập một cái chiến lược mà chiến lược có lớp có lan có đồng minh kéo đàng hoàng, chứ không phải một mình nước Mỹ mà đơn phương đi đánh các cái nước ở như Trung Cộng. Cái điều đó nó không bao giờ xảy ra, bởi vì một Trung Cộng là đối thủ của Mỹ hay là Nga là đối thủ của Mỹ. Muốn đánh một cái nước lớn như vậy, có nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới đó, chúng ta phải có đồng minh, phải có đồng đội, nó đánh liên hoàn với nhau trong cái cuộc chiến. Anh Quân vừa phân tích cái vấn đề ở Ukraine cũng như là vấn đề ở Á Châu, tại sao có cái AUKUS, rồi tại sao có cái tứ giác kim cương, rồi tại sao lại liên minh với Nhật, kéo Nhật và
Nam Hàn là hai cái cột trụ của Mỹ ở Đông Nam Á, cho nên muốn đánh Trung Cộng đó là phải có một cái liên minh. Thì quý vị vừa thấy rõ ràng là chúng tôi trình bày cái vấn đề để thấy là Việt Nam đặt trong một cái thế cờ của thế giới, nó đang thay đổi rất là nhanh. Mà Việt Nam hay là nhà lãnh đạo của nhà nước Việt Nam đó, nếu mà mình suy nghĩ quá chậm đó thì nó mất đi cái cơ hội. Và bây giờ chúng tôi đang nói chuyện thì bà Semen, tức là Thứ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ, có mặt ở Nam Hàn và Phi Luật Tăng, rồi đi Lào, rồi mới đi Việt Nam. Tại sao là cái tầm quan trọng như vậy? Bà Phó Tổng thống đi Kamala Harris tới Hà Nội, rồi ông Bộ trưởng Quốc phòng, rồi nhiều cái nhân vật quan trọng cũng đặt chân tới Việt Nam. Rồi ông Nguyễn Phú Trọng thì nói, mình có sao thì người ta mới theo mình chứ. Có sao đó thì có. Tức là Việt Nam là một cái địa chính trị rất là quan trọng trong cái bàn cờ của Ấn Độ Thái Bình Dương, là nó quan trọng về cái địa chính trị. Nhưng mà mình có sao đó là vì cái đất của mình, cái địa danh của mình có cái phạm vi nó quan trọng, là cái nút chặn của Trung Cộng đi ra ở Biển Đông. Nhưng mà mình có sao mà mình không, mình cứ hãnh diện, mình tự hào về cái sao đó, mình không nhìn thấy cái bàn cờ thế giới nó thay đổi, thì mình sẽ đi lùi, và mình sẽ dẫn dân tộc và đất nước đi vào chỗ chết, tức là không tìm. Thì thưa anh Quân, trong cái chuyến đi ngày 12 và 13 là cái chuyến đi khá dài của ông Phạm Minh Chính tới Mỹ. Ông đi tới Mỹ đó là trước chiều ngày 10 ông có mặt rồi, 11 thì ông nói chuyện ở Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Ấn Độ Quốc tế, rồi sau đó ông tiếp xúc. Thì trong các cái buổi tiếp xúc với các chính giới và các doanh nhân của Hoa Kỳ, thì ông nhắc nhở, ông kêu gọi Mỹ nên đầu tư vào công nghệ cao cho Việt Nam. Tại sao có những cái sự kiện này? Và khi anh trình bày cái bối cảnh của thế giới nó đi, nó liên kết với nhau như thế nào, và Trung Cộng đó là lập ra cái căn cứ quân sự của ở Campuchia để tiếp tục cô lập Việt Nam vào trong cái vòng tròn, tức là ở miền Bắc có này, ở dưới Biển Đông thì có Hoàng Sa, Trường Sa của họ có căn cứ quân sự này, ở bên sườn Tây đó thì lại có Campuchia nhìn qua Thái Lan, rồi Lào đó là bây giờ cũng ảnh hưởng của họ, mất thuộc khỏi cái tầm tay của Việt Nam. Thì với cái nhìn của anh, nếu cho phép anh là cái người tư vấn cho vấn đề này, thì Việt Nam phải đóng làm cái gì để mà nhập đối phó lại với cái thế trận mà đang xảy ra, thưa anh? Trước hết đó, quý vị biết là ông thủ tướng chính đó nói nhiều, nhưng mà nói nhiều để cho khoe khoang thôi. Thật ra là đi xin người ta đầu tư, ông ta đi lên Wall Street rồi mở cái Wall Street rồi đi làm, nghĩa là gặp nhiều không những chính giới mà nghĩa là dân business Hoa Kỳ kêu gọi họ đầu tư vào Việt Nam, thì cũng có phần thành công. Tại vì nghĩa là mình thấy rõ ràng là Apple đã nói là sẽ chuyển cái nghĩa là Apple Pad về Việt Nam, sẽ làm tại Việt Nam. Mai mốt cái Apple Pad là mở ra thì chắc thấy để là made in Việt Nam. Đó. Nhưng mà tới bây giờ Hoa Kỳ đầu tư tại Việt Nam là thường thường về vấn đề gọi là service, là dịch vụ, thường thường là hotel, thường thường là mấy cái mà nhiều về dịch vụ, chứ không phải nhằm vào những cái công nghiệp cao. Mà muốn vào công nghiệp cao đó, quý vị biết là Hoa Kỳ đã đầu tư với Đài Loan, Nam Hàn và Nhật Bản để làm một cái nghĩa là liên minh, nghĩa là rất là quan trọng về vấn đề mà thế kỷ 21 và thế kỷ 22 cho tương lai. Thì những nước đó là những nước Hoa Kỳ đầu tư. Khi tới là Hoa Kỳ thì ông chính, thủ tướng chính nói là phải có niềm tin, phải có sự nghĩa là, nhưng mà tất cả những gì ông ta nói là ông ta chính nói cho ông ta, là tại vì ông ta nói ngược thì Việt Nam ký, rồi ngày hôm sau một cái là đổi ngay. Thì mình cứ nhớ Hiệp định Ba Lê thôi, ký hôm trước hôm sau là đổi ngay, thì ai mà tin được.
Việt Nam tại sao người ta không đầu tư nhiều những cái công nghiệp mà cao vào Việt Nam? Là tại vì người ta không có niềm tin. Trong rất là nhiều thời gian mà chính tôi khi mà tôi ở Việt Nam thì tôi cũng đóng góp là nói là quý vị thay đổi, nghĩa là cái hành chính của quý vị đi để cho nó vào thế giới thế kỷ 21, chứ quý vị không có phải là sống ở trong xã hội chủ nghĩa. Thì khi mà ông chính đó qua bên Hoa Kỳ đó mà đi xin, mà nghĩa là Hoa Kỳ đầu tư vào đó, còn có cái gì là xã hội chủ nghĩa đâu? Không có cái gì là xã hội chủ nghĩa, toàn là tư bản hết, yêu cầu tư bản vào đầu tư. Nhưng mà tại sao họ không dám đầu tư nhiều? Tại vì tại các nước xã hội chủ nghĩa thì họ vỗ cho con, nghĩa là đầu tư cho nhiều, vỗ cho béo, nghĩa là cho con heo nó lớn lên cho mập, xong rồi là họ tới họ cắt bổ, họ làm thịt. Thì cái đó chính ông ta nói những cái chuyện mà không ai tin ông ta được, là tại vì chính ông ta làm cái chuyện đó. Thì quý vị cứ đọc để tôi nghe cái lời ông ta tuyên bố tại CSIS ba lần, nghĩa là bị vậy đó. Thành ra bây giờ nếu mà anh Hoàng Bách nói thì ai người ta cũng nhắc lại, giống hệt như là ông Thiệu ông nói, đừng nghe những gì nó nói, nhìn những gì nó làm. Thì ở đây đó, ông ta ông chính đó, có thể nói sơ qua mấy cái người Mỹ mà họ làm business đó, nghĩa là nhẹ ý thôi, nhưng mà đối với Hoa Kỳ thì họ không phải là họ không có thuộc bài và họ không có biết. Đó là một. Cái thứ hai, tới bây giờ đó, Việt Nam nó, tôi nghĩa là khi mà họ hỏi tôi là bây giờ Việt Nam mà tự nhiên mà bầu cái bầu thứ ba đó, lần thứ ba là ủng hộ không, chống lại cái việc mà trục xuất ra Nga ra khỏi cái vấn đề mà nhân quyền đó, thì tôi nói cái đó là lầm. Tại sao không đi, đã muốn đánh đu thì tiếp tục đánh đu đi, đánh đu thì thứ nhất, đánh đu thì cái gì, đánh đu thì thứ ba, tại sao tự nhiên đổi lập trường lại theo lập trường của Trung Quốc thân Nga? Cái đó thì tới bây giờ Việt Nam hên là thoát được, là tại vì cũng như trường hợp của Ấn Độ. Vì vậy Việt Nam mới ký với Ấn Độ là như vậy. Ấn Độ cũng lợi dụng mua dầu hỏa rất là nhiều của Nga với cái giá rẻ, nhưng mà chỉ mua được một thời gian thôi, đâu có chứa hết ở ngoài, đúng không? Và cái chuyện này đó, tới bây giờ đó quý vị, khi mà quý vị muốn người ta đầu tư mà quý vị cứ chơi cái kiểu này đó, thì rõ ràng nếu mà Việt Nam bị và phải đánh nhau đó, không có ai tới giúp Việt Nam đâu, không có phải là Ukraine đâu. Tôi thấy là một cái mà rất hay đó, mà Việt Nam có thể học, không những học từ Đài Loan tôi nghĩ là khó khăn quá, hay là của Nam Hàn đó. Nam Hàn thì nó cũng giống, thì trong những năm 60 Nam Hàn còn thua miền Nam Việt Nam nữa mà. Thì 45 năm sau đó, thì là 46 năm sau đó, thì họ đã thành một cái cường quốc thế giới, chứ không phải là trên thế giới, chứ không phải là không. Thì tại sao Việt Nam không làm những cái đó? Tại vì lúc nào chúng ta cũng nói một đằng làm một đẻo, không có cái chữ gọi là tím trên thế giới đó. Ông tôi tức cười, tôi nghe cái bài của ông chính xong tôi tức cười, nói ông ta nói về chữ tín này chứ kia, nhưng mà thật ra ông ta, chính ông ta là cái người làm cái chuyện không có chữ tín, thì làm sao mà ai tin tưởng Việt Nam được? Thì Việt Nam cứ quên là Việt Nam làm bao nhiêu chuyện mà bị phạt bao nhiêu chuyện, từ khi đi mua máy bay, hay là từ khi ăn gian mấy ông là gọi là đầu tư, nhà đầu tư gốc Việt từ Hà Lan tới bị phạt rồi tùm lum. Thì những cái chuyện đó nó còn giữa mắt, như là người ta không phải là trên thế giới, người ta không phải là người ta có thể ở trong nước có thể bưng bít được tin tức, nhưng mà ở ngoài đó thì ai cũng thấy những cái chuyện đó. Mà Việt Nam tới bây giờ tôi thấy là họ cũng rất là, nghĩa là tương đối là thành công trong cái vấn đề ngoại giao, đi chơi với nhiều nước, nhưng mà muốn thành công được hơn nữa thì nó phải có chữ tín. Thì bây giờ nếu mà chúng ta cứ hỏi ông ngoại trưởng Việt Nam, hay là các ông ở trong bộ chính trị, quý vị có chữ tín hay không? Để dĩ nhiên là không có, mà không có thì tới lúc không thể nào có một cái gọi là
chính sách như Ukraine được. Đừng có quên Ukraine là một nước, nghĩa là ở trong Liên Xô cũ, họ đã giúp Việt Nam rất là nhiều về vũ khí. Đừng có nói trong quân đội, đó là Ukraine giúp Việt Nam rất nhiều. Và vì vậy quý vị thấy ông đại sứ Việt Nam tại Ukraine đã ủng hộ Ukraine rất là mạnh. Thành ra đó, tôi nghĩ Ukraine nó là cũng là một cái bài học làm sao Việt Nam khi gặp khó khăn mà được cả thế giới vào giúp, và không những giúp vậy mà càng ngày càng giúp càng nhiều. Quý vị thấy một nước như là Nga mà nuốt không nổi 20% của Ukraine, thì quý vị thấy là cái gì nó có giống Việt Nam và Trung Quốc mà không? Rất là giống. Người ta cứ so sánh Ukraine và Đài Loan, tôi nói là sai. Phải so sánh Ukraine và Việt Nam, cũng như là Ukraine thì đương đầu với Nga và Việt Nam đương đầu với Trung Quốc. Đây là hai trường hợp nó đi với nhau. Và tôi nghĩ là nhiều trí thức trong nước đã thấy chuyện đó và đã thấy, nhưng mà phải thay đổi và thay đổi mau lẹ, chứ không có là thời gian đó là chung. Quý vị thấy không, Trung Quốc chung quanh là tầm ăn dâu, họ ăn vào Campuchia, ăn vào Lào, ăn vào tùm lum hết. Lào hồi xưa tới bây giờ là một nước thân thiện, rất là thân thiện với Việt Nam, mà gần như quý vị qua bên Lào là nhiều chỗ họ chỉ nói tiếng Việt thôi. Mà tôi đã từng đi gặp nhiều ông cán bộ Lào đi qua Việt Nam học xong rồi về, thì tôi thấy là họ nói tiếng Việt được hết. Nhưng mà bây giờ Lào đã là thân với Trung Quốc nhiều hơn Việt Nam. Đó, thì dần dần á, Việt Nam sẽ bị, nghe là, mà Việt Nam thì nói là bây giờ đi chơi thân với một ông bạn ở xa thì Ấn Độ, nhưng mà Ấn Độ không đủ sức đâu. Tất cả đừng có quên vũ khí, mà chính vì vậy mà chính Ấn Độ cũng phải thay đổi. Chính độ mua rất là nhiều vũ khí của Nga mà bây giờ họ phải thay đổi, và họ đã nghĩa là bỏ biết bao nhiêu hợp đồng ký kết với súng ống của Nga, thì tại vì họ thấy ở trên chiến trường đó thì các cái trực thăng của Nga, các cái không quân của Nga này đâu có tốt. Vì vậy đó, cái sự nghĩa là thực tế nó cho thấy là Ấn Độ đã thay đổi, thì Việt Nam lại đi cũng đi chơi với Ấn Độ thì cũng không sao. Nhưng mà đối với tôi đó, mình đã đi tìm thầy đó thì phải có thầy rất là giỏi, đi học võ đó phải học võ rất là giỏi, chứ mình đi học của đệ tử thì làm sao mà khá được, đúng không? Thì mình không có được những cái mà Việt Nam đã bỏ quá nhiều lỡ, như là cơ hội. Gái đẹp đó thì chỉ nói một thời gian thôi, sau thì nó thành gái già thì có ai mà tới cua đâu, đúng không? Thì tôi thấy là đối với cái bàn cờ của là thế giới, rồi bàn cờ của Á Châu, bây giờ tôi nói cái bàn cờ của Biển Đông, của Đông Nam Á đó, thì Việt Nam là một trong hai nước xứng đáng, tại vì có quân đội mạnh, có ý chí là Indonesia và Việt Nam. Liệu Việt Nam có qua mặt được Indonesia không là một câu hỏi. Cái thứ hai, dù muốn dù không, Indonesia thì họ không phải là, họ không có cái chữ xã hội chủ nghĩa, do đó họ có thể tiến mau hơn. Nhưng mà cái xã hội Indonesia nó phức tạp hơn Việt Nam 100 lần. Tại sao? Họ có nghĩa là mấy chục tiếng nói, 10.000, 17.000 hòn đảo, mấy chục tiếng khác nhau, và họ vì vậy họ dùng chữ Bahasa Indonesia, nhưng mà thật ra nó thì họ không có đồng nhất như Việt Nam đâu. Việt Nam thì có những thiểu số nhưng mà nhỏ thôi, nhưng mà Indonesia thiểu số là rất là lớn, và họ ở các hòn đảo khác nhau. Thì ở đây đó, Việt Nam trước đây đó là hơn Thái Lan, bây giờ là thua Thái Lan rồi. Nhưng mà Thái Lan đang gặp rất là nhiều khó khăn vì vấn đề nghĩa là nội bộ. Liệu Việt Nam có thể so với Indonesia được không?
có thể so với lại Đài Loan hay so với Nam Hàn được không? Tại vì trước đây chúng ta là hơn họ hết. Còn cái vấn đề mà của Philippines đó, thì có ai nói về Philippines đâu, quý vị thấy không? Mặc dù Philippines là thân Mỹ rất là nhiều, nhưng mà xã hội của Philippines nó khác hẳn xã hội của Việt Nam. Và tôi nhớ là khi mà tôi còn đi học, tôi được Việt Nam gửi đi qua Philippines, tôi sợ ngay, tới ngay là sợ. Là tại vì mình không muốn cái xã hội Việt Nam nó như Philippines, nó hỗn loạn. Mà người nào đó, thì mình thấy một nước mà gái thì đi muốn lấy chồng ngoại quốc, còn đàn ông thì đi ra làm ở ngoài, chứ không muốn ở trong nước. Thì ở đây đó mình thấy là cái đó nó là một cái hình ảnh phần nào của cái tương lai của nước đó nó như vậy. Thì ở đây đó, trong cái bàn cờ này đó, thì tôi thấy là tới bây giờ đó Việt Nam không cần ký kết cái là gọi là hiệp định đặc biệt với lại cái là với các nước, nhưng mà cứ lầm mà làm thôi. Thì tôi nghĩ đó Việt Nam đang theo cái chính sách đó, chứ không phải họ bết như mình tưởng đâu. Dạ vâng. Có thể là không ưa thật, nhưng mà nghĩa là nếu mà có chữ tín thì đi lẹ hơn, còn không có chữ tín thì cứ dù mà đi cũng lên, chứ không đến nỗi bết lắm đâu. Nhưng mà sẽ không có, dân chúng Việt Nam không có nghĩa là gọi tự hào đập ngực được là ta đây, thế thôi chứ không có gì hết. Đồng ý với anh Quân một phần. Bởi vì anh Quân biết đó, là sau khi cái chiến trường của Nga xâm lăng Ukraine đó, chúng ta thấy cái cục diện hơn 3 tháng nó thay đổi toàn bộ trên thế giới hết. Đúng. Nó thay đổi rất là nhanh. Đúng. Nó nghĩa là có thể đi như quả tiễn đó, nếu mà chúng ta nói nó thay đổi rất là nhanh. Từ một cái quốc gia bây giờ Việt Nam cần phải xét lại, khi mà Nga xâm lăng Ukraine thì cái vũ khí của Nga đó bây giờ nó không phải là vũ khí mà người ta đặt niềm tin như trước đây nữa. Bởi vì đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cái quân đội của Nga nó tham nhũng quá nhiều, và cái tổ chức của họ đó, từ ở thượng tầng cho tới hạ tầng, nó gặp rất là nhiều khó khăn. Khi hậu cần mà đưa ra cuộc chiến rồi, anh lên chiến trường rồi mới biết là anh võ sĩ nào võ hai dở, chứ còn chưa lên võ đường thì nó không. Tôi cũng ngon lành lắm, tôi sẽ là vô địch, nhưng mà anh chưa lên rồi. Bây giờ cả thế giới quan sát cái quân đội của Nga đó, là nó rất là cổ hủ, tức là cái cách đánh của trận đó, họ theo cái kinh nghiệm cổ điển, không kịp với các nước tăng tiến. Và rõ ràng là Ukraine đâu có 44 triệu dân này, mà họ cầm cự với gần 145 triệu dân của Nga, và cái vũ khí tối tân suốt hơn 100 ngày rồi, 104 ngày mà không đạt kết quả. Thì từ đó mình đi tới Việt Nam. Việt Nam đó thì chỉ có cuộc chiến tranh năm 1979 sau năm 75 thôi. Cho tới ngày hôm nay, cái thành phần mà tướng lãnh mà lãnh đạo trong trước đây đó thì bây giờ cũng bị hưu hết rồi. Không biết ngày hôm nay họ có đào tạo theo cái mô thức của Trung Cộng và của Nga không. Nếu mà thay đổi cái mô thức này đó mà áp dụng gặp chiến tranh đó, thì sẽ thất bại. Bởi vì cái hàng ngũ của Tây Phương bây giờ họ thay đổi rất là nhanh. Anh Quân còn nhớ là thượng sĩ già hay trung sĩ già đó, là những cái thành phần ở dưới đó, nó rất là quan trọng của một cái quân đội, của một cái sư đoàn, của một tiểu đoàn. Và bây giờ Nga gặp khó khăn là chỉ có phần thành phần lãnh đạo, cái thành phần dưới không có. Cho nên mọi cái vấn đề mà tướng cần phải đi xuống ở tận dưới để điều khiển, cuối cùng là tướng của Nga đã chết trên tới 13 người rồi. 13 vị tướng, mới vừa ông tướng lớn nhất là ở miền đông của Donbass đó, mới bị chết. Để chúng ta thấy là một là Việt Nam phải thay đổi về vũ khí. Thứ hai, Việt Nam phải thay đổi về cách cơ cấu vận hành của quân đội. Không theo cái mô thức của Nga, còn ở mô thức Trung Cộng thì mình không biết, phải thay đổi rất là nhanh. Cái điều thứ ba nữa đó, Việt Nam phải chọn phe, không có thể lập lẫn được. Khi mà cái trận chiến trong tương lai đó, ai có ngờ mà Nga trong cái thế kỷ 21 mà họ tấn công, họ đi xâm lăng, không ai ngờ chuyện đó. Có thể họ dọa, họ đánh sơ sơ thì có, không ngờ là họ tấn công toàn diện hết. Thì bây giờ đừng có nghĩ là Trung Cộng họ không tấn công, cái điều gì cũng có thể xảy ra trong cái thời đại ngày hôm nay nữa. Rồi cái thời đại ngày hôm nay, cái cuộc chiến đó, nó không phải thuần túy là vũ khí, mà cuộc chiến về công nghệ, cuộc chiến về tình báo. Sở dĩ mà Ukraine đạt được ưu thế
là tình báo của Mỹ, tình báo của Anh, tình báo của Đức, các loại tình báo họ phối hợp với tình báo của Ukraine, nó thành một cái tình báo nó hữu hiệu, nó thông minh, nó đạt được kết quả. Bây giờ Việt Nam nếu có đánh thì ai sẽ giúp cho mình về mặt tình báo, ai sẽ giúp cho mình về vũ khí, ai giúp cho mình về vấn đề lương thực hay là mọi vấn đề, thì đây là cái cách mà Việt Nam cần phải sáng suốt để chọn lựa. Bởi vì nếu không nó trễ thôi. Mình muốn thương đây là thương cả dân tộc mình, cho nên những người lãnh đạo thấy anh Quân thấy là trong cái thời gian vừa rồi đó thâm nhũng bắt bớ tùm lum, ngay cả ông Nguyễn Thành Lâm là Bộ trưởng Bộ Y tế, rồi ông Chu Ngọc Anh là chủ tịch của chủ tịch thành phố Hà Nội cũng bị bắt luôn, mà không biết nhiều, rất là nhiều tướng lãnh riêng Hải quân không á, cả hàng năm bảy ông có tướng. Thì mình thấy rõ ràng là một cái chế độ Nga đó, quân đội của Nga cũng bị tham nhũng. Rồi bây giờ mình thấy bên Việt Nam đó, qua có cái sự kiện đó xảy ra đó, là quân đội cũng tham nhũng. Lúc mấy ông hải quân không, ông Trần Văn, ông Nguyễn Văn Hiến gì đó cũng là toàn là phó địa đốc, là toàn là tham nhũng, bắn nắc bắn đai rồi cho họ làm kinh tế. Cho nên quân đội đó suốt trong thời gian không đánh trận đó, đây là một sự thử thách. Cho nên tất cả người lãnh đạo sáng suốt là phải điều chỉnh để cho thích hợp. Bây giờ xin một phút anh Quân kết thúc chương trình. Tôi không có nghĩa là pessimistic, tôi không có gọi là quá lạc quan. Nhìn một cách hả? Lạc quan hả? Vâng, tôi thì lạc quan hơn anh Hoàng Bách, là tại vì tôi thấy là ngược lại. Cũng nhìn vào Ukraine thấy là Ukraine bắt đầu thay đổi từ 2014. Họ làm việc với Tây Phương. Và nhờ vậy đó, mà chỉ trong một thời gian rất là ngắn, họ đã thành công đương đầu với một ông khổng lồ về quân sự. Thì Việt Nam cũng, đây nó cũng là một cái, nghĩa là cơ hội tốt cho Việt Nam. Đây là lúc thay đổi đi. Và thay đổi, có thể âm thầm không cần nói ra, nhưng mà thay đổi mới tồn tại được. Không thay đổi, không tồn tại được. Quý vị cứ thấy những cái gì nó xảy ra tham nhũng mà nó làm cho quân đội Nga hư và mất cả cái nghĩa là nhuệ khí và mất cả những cái gọi là bây giờ cường quốc số 2 trên thế giới. Bây giờ có ai coi quân đội Nga ra gì? Nói như ngoài ra thì không có cái gì. Đánh một cái anh nhỏ hơn mà đánh không xong. Cứ nói gì nói. Nghĩa là đài phát thanh Hà Nội hay là tất cả các ông nghĩa là bình luận ủng hộ Nga tới đâu, nhưng mà sự thật nó cứ quên là ai đi xâm lược và ai có nhiều súng hơn, ai nhiều lính hơn, mà rốt cuộc không đánh được. Tại sao mà không nhìn cái đó? Nhưng mà tôi chỉ mong là Việt Nam cũng nhờ qua cái kinh nghiệm của Ukraine mà thấy là phải thay đổi. Tại vì Ukraine họ còn nghĩa là gọi là xã hội chủ nghĩa hơn Việt Nam nhiều. Họ ở trong Liên Xô mà, đúng không? Thì là đó, nó là một cái cơ hội để Việt Nam thấy và thay đổi. Và cũng mong như vậy. Tôi thì không có bao giờ mà bi quan hết. Tôi thì lạc quan hơn. Anh biết là có anh Kiểm với là tôi thì tương đối bao giờ cũng lạc quan hơn. Tại vì bao giờ mình cũng tin tưởng là Việt Nam có thể thay đổi. Không có cái gì mà không thay đổi, trừ khi mấy ông là những người bán nước. Đó, mình phải nói thẳng như vậy, trừ khi mấy ông bán nước. Ngoài ra còn không, tôi vẫn tin tưởng là Việt Nam có thể thay đổi được. Nhiều khi nghĩa là ông, mình nói ông Hoàng Minh Chính như vậy, nhưng mà thâm tâm ông ta cũng biết là cái chuyện thật nó là cái gì và cái chuyện sai nó là cái gì. Nhưng mà nhiều khi đó quyền lợi nó quá nhiều, thành ra ông ta quên cái gọi là cái lý tưởng quốc gia. Đó, nói chung nó là như vậy. Thì tôi đó không có bi quan như anh là, nhưng mà có sự cần thiết để thay đổi mau chóng. Không mau chóng thì sẽ không tồn tại được và sẽ bị tiếp tục bị Trung Quốc lấn áp. Vâng, anh vừa nói ông Phạm Minh Chính chứ không phải là ông Nguyễn Đình Chính. Dạ, mời cho chúng tôi xin cho chính. Khi anh nói là đừng có bán nước đó, thì chúng tôi nhớ lại cái câu không biết là cụ Huỳnh Thúc Kháng hay ai nói đó. Bán cháo bán cơm đừng bán nước, buôn vàng buôn bạc chớ buôn dân. Thì mình mong Hà Nội sẽ thực hiện cái câu của
dường như là cụ Quỳnh Thúc Kháng thì phải, không biết có đúng không? À, chúng tôi xin khép lại chương trình ở đây. À, chúng tôi xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an, và cũng mong quý vị chuyển tải những cái bài chương trình của chúng tôi cho đến bạn bè và thân hữu, cũng như quý vị vào ủng hộ ghi danh, like và share chương trình, để gửi cho quý khán thính giả khắp nơi. Chuyện điều đó chúng tôi rất là cảm ơn quý vị, và chúng tôi xin kính chào anh Quân cũng như kính chào quý khán giả, và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Vâng, xin kính chào quý khán giả của Người Việt Channel. Tôi mong là quý vị theo dõi kỹ, tại vì mấy tuần nữa sẽ có nhiều cái chuyện hấp dẫn lắm về nghĩa là chính sách Hoa Kỳ, những cái đường lối tại Hoa Kỳ và những cái gì mà họ phải tranh đấu để có dân chủ tại Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng phải tranh đấu để có dân chủ, chứ không phải là chỉ có Việt Nam phải tranh đấu đâu. Hoa Kỳ, chính Hoa Kỳ cũng phải tranh đấu để có một cái xã hội nó tốt hơn. Dạ đúng như vậy, xã hội dân chủ đó nó không phải là cứng nhắc, mà nó luôn luôn điều chỉnh cho nó thích nghi, và luôn luôn học cải sửa để cho một cái chế độ dân chủ càng ngày càng tốt hơn. Chúng tôi vì xin vậy tôi vẫn tin Việt Nam có thể thích nghi và thay đổi được. Dạ vâng. Điều chỉnh và thay đổi được.